Kính thưa quý giả của Đài Truyền hình SBTN, ngày hôm nay thì Thắng xin được đến với quý giả trong chương trình đặc biệt Sinh hoạt cộng đồng. Và ngày hôm nay có chủ đề ngày hôm nay là Thắng sẽ nói chuyện với ông dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal và chị Triều Giang từ Houston liên quan đến cái lá thư mà ông dân biểu Lowenthal đã gửi cho chính phủ Đài Loan liên quan đến tình hình của Formosa. Và kính thưa quý giả, như chúng ta cũng đã biết là cuối tuần vừa qua thì dân biểu Liên bang Hoa Kỳ là ông Alan Lowenthal đã dẫn đầu rất nhiều vị dân biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ để gửi cho chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, gồm có Bộ trưởng và phát ngôn nhân của Đài Loan, nhằm kêu gọi chính quyền Đài Loan quan tâm và hỗ trợ những công dân Việt Nam là nạn nhân thảm họa môi trường Formosa, đang nỗ lực tìm công lý và khởi kiện tập đoàn Formosa tại tòa án ở Đài Loan. Lá thư do ba vị dân biểu đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Việt Nam, Congressional Caucus on Vietnam, là dân biểu Alan Lowenthal, địa hạt 47, tiểu bang California, dân biểu Christmas, địa hạt số 4, tiểu bang New Jersey, bà dân biểu Joe Loughran, địa hạt 19 của tiểu bang California, dẫn đầu, và các vị dân biểu đồng ký tên gồm có ông dân biểu Lucoria, địa hạt 46 của tiểu bang California, bà Katie Porter, là dân biểu địa hạt 45 tiểu bang California, ông Gerald Connolly, là địa hạt 11 của tiểu bang Virginia, và ông Ro Khanna, địa hạt 17 của tiểu bang California. Và hiện tại thì Thắng đang có ông dân biểu liên bang Lowenthal trên làn sóng của SBTN. Welcome to the show, sir. Sir. Welcome. Thank you for having me. Yeah, sir. Thank you for sending the letter on behalf of the Vietnamese victim of the Formosa to the Taiwanese government. In this case, the so have you received any responses from the government after you sent the letter, sir? No, not yet. Remember, our office just sent the letter to the recipients last week, and I don't expect them to be able to respond immediately. In fact, we just want the first step is to think about the situation and what the Taiwanese government or the Taiwanese can do to support these victims of the Formosa talc spill before responding to us. I see. We sent it, as you know, to the minister without portfolio in the cabinet. We sent it to the chairman of their Human Rights Commission, the minister of foreign affairs, and their Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, and their Minister of Economics. So we want them to, they just got it, to think about what they can do. I see. Thank you, sir. The timing of this letter when you sent out to the government, the Taiwanese government, coincide with the timing when the Taiwanese government need the most support from the U.S. government after Beijing increased the military pressure on the on Taiwan. Is that the reason why you sent out this letter during this time? No. The U.S. and Taiwan have always had a strong relationship. It may have gotten stronger, but it's always been between Taiwan. And it's not just a strategic and an economic relationship, but our close relationship with Taiwan reflects our shared common values of democracy, justice, and human rights. And that's why with the Formosa toxic spill, we believe that it is that. It's a social justice, it's an environmental justice, and a human rights issue. But I think the bottom line is what we're trying to explain to the Taiwan and these officials from Taiwan, is that it's the failure of the Vietnamese government. They should have addressed the victims' grievances. And the Formosa Plastic Group, which is the parent company of the Formosa steel plant in central Vietnam, it is a Taiwanese Taiwanese company. And we think that they should be held legally responsible, but it really is, we're asking them to do this because the Vietnamese government has been totally unresponsive.
to the victims of the Formosa crisis and steel crisis. And in fact, they've imprisoned people, they've threatened people, they have refused to hear this issue. And so we are just asking these officials, and we understand, just like in the United States, that government officials are separate, are independent from the courts. We're not asking them to, you know, we're just asking them to understand the situation. This is what's occurred. The Supreme Court said that of Taiwan said that they would hear this issue if the participants of the case from Vietnam would get legal papers, notaries and papers to allow the Taiwanese courts to hear the case. But the Vietnamese government won't do that. We're not even asking the Vietnamese government to take a stand, but just to allow these folks who have been tremendously harmed to have a rights of attorney in another country. That's all we're asking for. And the Vietnamese won't do it. So this is really the problem is with the Vietnamese. And we're asking Taiwan, since their Supreme Court said it is a Taiwanese company, that if we're asking to ask the officials if they can help us, work with us to find out how we can allow for attorneys from Taiwan to represent these clients. Who should have been helped in Vietnam, but they weren't. And so now let's see if they can be helped by Taiwanese lawyers. Thank you, sir. The next question I have is probably, this is the last question too for today. The pollution issue is a top priority for the Biden administration. So do you think the next Congress, which is after the January 3rd, we follow up this issue and put the pressure on the Taiwanese government more? Well, you know, I think that members of Congress are going to continue to be interested in this issue until it's resolved. And we want to see what response we get from the Taiwanese officials to see how they might be able to help us. And sign the letter with other members focus on being also a Taiwan caucus with members who are interested in issues related to Taiwan. So I think these, while pollution is a very important issue, the fact that that many people from the Vietnamese American community want us to advocate on this on their behalf. Remember, we're responding as members of Congress and the Vietnamese caucus to people from the Vietnamese American community asking us to help the recipients and the people who were deeply affected by the Formosa toxic spill. And if those folks continue to push Congress in the future, regardless of which party is in power or in the majority, we're going to be moving forward on this issue. Like everything else, we're really committed. Our advocacy efforts will continue because we want to help the victims of in Vietnam receive justice and fair compensation, which they have not received from the Vietnamese government. And that's the bottom line. And we're going to continue to fight for it. We're going to hope that the Vietnamese American community stands behind the people who have been badly hurt in Vietnam because of this spill. And they keep putting pressure on us. Then the United States will reach out and see whether we can get some help from the courts in Formosa and whether the Supreme Court will accept the fact that it is so difficult getting
the Vietnamese government to even allow this to take place, that we're going to need some help from the Yes. from Thank the you. Thank you very much, sir, for helping the Vietnamese victim of the Formosa pollution. So I let you go now, and then thank you for coming to the show, and thank you very much for the valuable time, and thank you for all your services up until, you know, the next Congress, because I understand that you will retire after Thank this you. Congress. Thank you, sir. Thank you. Thank Bye you, now. Sir. Dạ vâng. Xin. Kính thưa quý giả, thì Tường Nắng xin được tóm tắt lại cái câu trả lời của ông dân biểu Alan Lowenthal. Thứ nhất, Tường Nắng có hỏi là từ lúc Lợi gửi lá thư đi đến ngày hôm nay, ông đã nhận được sự hồi đáp nào chưa? Thì ông nói là chưa có sự hồi đáp nào cả. Lá thư được gửi đi mới hồi tuần vừa qua, thì chắc chắn là chính phủ Đài Loan họ sẽ phải cần một thời gian để tìm hiểu lá thư này và tìm hiểu coi cái vấn đề họ có thể làm được gì từ phía bên họ để họ có trả lời, cho nên bây giờ chưa có. Cái câu thứ hai Tường Nắng xin được hỏi là thời điểm của lá thư này có phải là lúc Taiwan đang cần sự hỗ trợ nhiều nhất của Hoa Kỳ trước sự lớn mạnh của Bắc Kinh hay không? Thì ông dân biểu Lon tôi cho biết là không. Cái việc liên hệ giữa hai bên, giữa hai quốc gia Đài Loan và Mỹ về mặt chiến lược lúc nào cũng rất là sâu sắc và thắt chặt, cho nên cái vấn đề không có thời điểm này. Chỉ có cái vấn đề đó là tại vì cái lá thư này được gửi đi là để cho chính quyền Taiwan biết là phía bên Cộng sản Việt Nam họ rất là vô trách nhiệm, đã không cho phép người dân Việt Nam được đứng ra kiện công ty Formosa. Nếu đứng ra kiện họ sẽ bị bắt và bị tù. Đó là cái vấn đề mình lá thư này coi như một hình thức báo động cho họ biết. Cái câu hỏi thứ ba là cái vấn đề pollution, vấn đề ô nhiễm là coi như là một cái ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden. Vậy thì trong cái cuộc trong cái năm tới, khi mà Hạ viện và Quốc hội nằm ở trong tay một đảng khác, thì liệu cái việc này có tiếp tục hay không? Thì ông Alan Wong tôi chỉ biết rằng là Quốc hội luôn luôn quan tâm cái vấn đề này. Cho nên một trong những vấn đề cần quan tâm là cộng đồng của người Việt nên tiếp tục vận động với Quốc hội để thúc đẩy Quốc hội, để Quốc hội có thể nói chuyện với chính phủ Đài Loan về cái việc là chính quyền Cộng sản Việt Nam, là cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cái nơi trách nhiệm đã không cho phép người dân Việt Nam được quyền mướn luật sư để mà kiện công ty Formosa, trong khi Formosa là công ty của Đài Loan. Và ông cũng hiểu rằng là ở tại Đài Loan thì hệ thống tư pháp và chính quyền hoàn toàn độc lập với nhau, cho nên khó mà có thể chính phủ bắt buộc phải hệ thống tòa án phải thực hiện những cái vấn đề nào. Nhưng theo ông Alan Lowenthal thì chắc chắn một điều Quốc hội sẽ có lúc nào cũng quan tâm, mà điều bởi phía bên cộng đồng chúng ta là vẫn phải tiếp tục tạo áp lực cho Quốc hội để thực hiện điều này. Một lần nữa, Tường Nắng xin được mời quý giả theo dõi phần thông tin thương mại Đài Truyền hình SBN. Chúng tôi trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại Đài Truyền hình SBTN. Sau đây Tường Nắng sẽ được trở lại với quý giả trong chương trình nói chuyện về vấn đề Formosa. Kính thưa quý giả, thì hiện tại Tường Nắng đang có chị Triều Giang, là phó chủ tịch đặc trách vấn đề ngoại giao của tổ chức công lý cho nạn nhân Formosa ở trên hệ thống video của SBTN. Như quý giả cũng đã biết là năm 2016, công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh đã gây nên một cái thảm họa môi trường lớn nhất từ trước đến nay. Khi nước thải xảy ra từ công ty này dẫn đến nhiều vụ cá chết hàng loạt ở tại miền Trung Việt Nam, gây thiệt hại tài sản và thu nhập dài hạn của người dân Việt Nam. Cho đến nay, môi trường biển miền Trung chưa hoàn toàn hồi phục và rất nhiều nạn nhân thảm họa Formosa chưa nhận được sự bồi thường hoặc số tiền được thông qua thỏa đáng cho vấn đề thiệt hại này. Thì đã có nhiều lần người dân Việt Nam muốn đi kiện công ty Formosa này nhưng mà đã bị bắt và bị đàn áp bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và đó là lý do tại sao chúng ta có cái sự hiện diện của hội công lý cho nạn nhân Formosa, đặc biệt là chị Triều Giang trong thời gian vừa qua đã làm việc rất là coi như là rất là cực nhọc để mà đưa cái vụ kiện này đến tòa án của Đài Loan. Thì thưa Tường Nắng xin đáng có chị Triều Giang. Thưa chị có thể cho quý khán giả của SBTN được biết là lý do hội công lý cho nạn nhân Formosa đã vận động dân biểu Hoa Kỳ trong cái vụ này như thế nào không, thưa chị, để lên tiếng cái vụ mà Formosa?
Dạ vâng, trước hết xin kính chào anh Tường Thắng và quý vị khán giả và thính giả của đài SBTN. Cái lý do mà hội đã mà vận động để có cái lá thư do 7 dân biểu cùng đồng ký tên vào để gửi thẳng cho chính phủ Đài Loan để nhờ chính phủ Đài Loan can thiệp là bởi vì cái vụ kiện của chúng ta nó được hơn 3 năm rưỡi rồi và cái thảm họa nó cũng đã xảy ra gần 7 năm mà từ vấn đề mà Formosa đã không muốn trả thiệt hại cho đồng bào hay là cải tạo môi trường, họ lại còn bắt tay với nhà nước Việt Nam để coi như là bắt bớ, đánh đập những người dân. Thì khi chúng tôi đưa ra ngoài này để kiện tòa án Đài Loan cũng như là tòa án Hoa Kỳ và tòa án Liên Hiệp Quốc đó thì nó cũng kéo dài quá nên là chúng tôi cảm thấy rằng cần phải có cái sức đẩy mạnh. Đặc biệt là mới đây đấy, qua cái sự yêu cầu của công ty Formosa thì tòa án cũng đòi hỏi người dân phải lấy cái tờ gọi là công chứng cho cái giấy ủy quyền của họ cho các luật sư. Do đó mà coi như là một số rất đông các những nạn nhân ở trong nước đó, thì bị coi như bị khó khăn về vấn đề này. Do đó mà chúng tôi thấy rằng cái tiếng nói của mình nó chưa đủ và cần phải vận động các dân biểu của Hoa Kỳ lên tiếng, và đã có tới 7 dân biểu, trong đó có 3 người co-chair là 3 người đồng chủ tịch ở trong cái tiểu ban gọi là Việt Nam Caucus của hội và của Hoa Kỳ, và 4 vị nữa. Thì chị Giang cũng nhân tiện đây cũng muốn được nói đến cái vai trò của những người này, và họ coi như rất là có lòng và họ đã ký vào một cái lá thư rất lên tiếng rất là mạnh mẽ. Thưa anh Trọng Thắng và quý vị khán thính giả. Dạ vâng, thưa chị, thì chị có thể cho quý khán giả của SBTN được biết là cái quá trình vận động có khó khăn không thưa chị? Phải nói là tương đối rất là khó khăn. Chiều Giang cũng không có kinh nghiệm nhiều về vấn đề đi vận động này, do đó mà cũng hết 4 tháng trời, từ tháng 7 cho tới bây giờ là họ mới ký vào cuối tháng 10 vừa qua, tức là hơn 3 tháng, gần 4 tháng đó. Thì thưa quý vị, cái vấn đề này nó cũng hơi gọi là tế nhị, là bởi vì đối với Đài Loan, đối với thế giới đó, và đặc biệt Hoa Kỳ là được cái sự ủng hộ của các quốc gia cũng như chính phủ Hoa Kỳ rất nhiều qua cái việc họ can đảm đứng lên để mà chống đối lại cái ý đồ thanh toán Đài Loan và các cái nước chung quanh sau khi họ đã thanh toán. Do đó mà những cái điều gì mà nói nó có thể nó chạm đến vấn đề ngoại giao đó thì họ cũng rất là cẩn thận. Do đó mà cũng đi gõ rất nhiều cửa, và ngay cả một số những dân biểu và thượng nghị sĩ cũng đã rất là cẩn thận trong vấn đề này. Có nhiều người họ cũng không có, họ từ chối, họ không có ký. Nhưng mà may mắn là cũng được một số người ở trong đó, đặc biệt có anh Michael Phương Nguyễn là người mà đã bị kết án 12 năm khi anh về Việt Nam, và qua cái sự vận động của gia đình anh và các cái tổ chức của cộng đồng người Việt cũng như là nhiều cái tổ chức NGO của trên toàn thế giới đó, thì sau khi 27 tháng thì anh được thả đó. Thì nhờ cái sự quen biết và gần gũi đó mà anh cũng đã tiếp tay với Triều Giang rất nhiều để mà có, trước hết là có cái sự coi như là đồng ý và ký tên vào của ông Alan Lowento và một số người nữa bên ông Vũ Văn Lộc cũng như là cựu tổng trưởng của Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đức Cường xin lỗi, cũng như là một số anh chị em ở bên phía Bắc của Cali cũng đã giúp Triều Giang trong cái vấn đề mà nói chuyện với bà Joe Lapin, và bà cũng đã sau khi nghe mọi chuyện thì bà rất là cảm động và bà nói là bà sẽ cùng với các cái đồng viện và tranh đấu cho cái vấn đề này cho đến cùng. Thành thử cái việc mà thành công này đó rất khó khăn nhưng mà cuối cùng đã được là nhờ cái sự đoàn kết cũng như là những cái quyết tâm và những người cũng thương đồng bào mà cùng với Triều Giang và hội để làm cái công việc này. Thưa Trưởng Thắng và quý vị thính giả. Dạ vâng, thưa chị Triều Giang, thì theo chị thì lá thư này có đem lại một cái kết quả khả quan sắp tới cho vụ kiện này không thưa chị? Triều Giang hy vọng và cũng tin tưởng, là bởi vì cũng như thưa với anh với quý vị thân khán thính giả thì Đài Loan bây giờ hiện tại đang rất cần cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để mà chống lại cái
ngoại xâm của Trung Bắc Cộng. Kinh. Do đó mà đặc biệt là cần Hoa Kỳ. Do đó mà cần Hoa Kỳ thì ở đâu ra thì chính những cái người cho dân biểu này sẽ là những người biểu quyết từ vấn đề coi Ngân như là giúp sách đỡ về vấn đề về chính sách rồi coi như cả khí giới vân vân á, thì là chính là những người này sẽ bỏ phiếu cho cái đó. Mà bây giờ họ lên tiếng một cái vấn đề này mà cũng không có đụng gì đến chính phủ cả, mà đụng đến một cái công ty làm ăn bê bối, mà bê bối không phải riêng ở Việt Nam không, mà ngay Hoa Kỳ này và nhiều quốc gia, và chính ở trên đất nước của họ họ cũng làm ô nhiễm một cái vùng rất là lớn. Do đó mà chị Giang nghĩ rằng sẽ có cái kết quả tốt, đó là cái hy vọng của mình không có dám chắc chắn, nhưng mà qua cái đường đi mà chị Giang gặp gỡ đó vậy thì nghĩ là sẽ có một cái lối thoát cho đồng bào mình. Thưa anh Tường Thắng và quý vị khán thính giả. Dạ vâng, mình còn 3 phút nữa thưa chị. Thì được biết là ngày hôm thứ Sáu 4 tây tháng 11 là chị có tổ chức một cái buổi họp báo tại thành phố Houston liên quan đến cái vụ này. Sau khi lá thư đã được 7 vị dân biểu gửi cho chính phủ Đài Loan thì chị có thể cho quý khán giả được biết cái buổi họp báo nó như thế nào thưa chị? Dạ vâng, thì là một ngày thường mình họp báo vào ngày thường để mà có những cơ quan của báo chí ngoại quốc đến. Do đó mà vì ngày thường nên cái số người không có đông như mỗi lần mình biểu tình hay là coi như là đi ra ngoài vào cuối tuần của cộng đồng của chúng ta, nhưng mà cũng được hơn 50 người. Và trong thành phần đó ngoài các vị lớn tuổi ra thì cũng có rất nhiều người là đang trong tuổi lao động, và những người gọi là professional là họ cũng có nghề nghiệp bác sĩ rồi nha sĩ rồi có cả những người làm trong đủ mọi ngành nghề đã có mặt ở đó với chúng ta. Và thưa quý vị rất là vui, bởi vì khi mà mình đưa những cái băng rôn ra đó, thí dụ mình nói là chúng tôi ủng hộ Đài Loan chống Trung Cộng, chúng tôi kêu gọi chính phủ Đài Loan hãy cứu xét và tạo cơ hội thuận lợi cho những người nạn nhân. Và chúng tôi cũng nói rằng là cái sự tham lam của những cái công ty như là công ty Formosa này nó giết người, và có rất vui là những người đi ngang đó họ đã đến nơi, và những người khách đi ngang thôi, mình làm ngay ở cái ngã tư của cái con đường Timmons và con đường Richmond, ở cái khu đó là khu sang, gần như một trong khu sang ở vùng Houston, và rất là đông đảo. Và những người đi ngang thì họ rất có cảm tình, họ vẫy tay, hoặc là có cả những người đến cũng la hết là thưa quý vị như là nói là greed, corporate greed kills, tức là những cái sự tham lam của những cái công ty nó giết người, vân vân. Thì chị Giang nghĩ là cũng có rất nhiều cái ảnh hưởng. Hơn nữa là chị Giang đã lên thẳng cái tầng thứ 20 của cái văn phòng kinh tế và văn hóa của Đài Loan và trao cái thỉnh nguyện thơ cũng như là trao cái lá thư có 7 chữ ký của các dân biểu thẳng cho ông phó giám đốc của cái văn phòng này, và ông nhận và ông hứa là sẽ chuyển lại cho chính phủ cũng như các cái văn phòng về kinh tế và văn hóa khác của Đài Loan ở Hoa Kỳ. Thưa anh Tường Thắng và quý vị thính giả. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều, rất tiếc vì mình không còn nhiều nữa thời gian nữa. Một lần nữa, Tường Thắng xin cảm ơn chị và cũng như tất cả những công lao và công sức chị bỏ ra và cũng như tổ chức công lý cho nạn nhân Formosa trong thời gian vừa qua để vận động cho cái vấn đề được tiếp tục đeo đuổi ánh sáng cho đến khi nào nạn nhân của Formosa được đền bù một cách thỏa đáng, kính thưa chị. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn đài SBTN anh Tường Thắng cũng như tất cả quý vị đã góp sức cùng với Triều Giang. Triều Giang chỉ có hai bàn tay thôi, do đó những cái gì khó khăn mà Triều Giang trải qua cũng chỉ có hạn chế, do đó tất cả những người họ giúp đỡ cho đến ngày hôm nay, Triều Giang rất cảm kích và cảm ơn, và mong quý vị tiếp tục đồng hành với Triều Giang cũng như Hội Công lý cho nạn nhân Formosa để chúng ta sớm tìm được công lý cho những người dân thấp cổ bé mình của chúng ta ở vùng 4 tỉnh miền Trung. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an vui và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý khán giả của SBTN.